Trò Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị. Các vị cũng biết là Nguyên đang ở bên Tây Ban Nha. Nói về Tây Ban Nha, với cái đường phố khá là nhộn nhịp, các cô chú anh chị em cũng thấy sau lưng Nguyên đó. Và chúng ta nhìn đây, đó, xa lửa sau lưng. Nói về Tây Ban Nha thì có nhiều thứ để chúng ta chia sẻ. Nói về Tây Ban Nha thì có nhiều người sẽ biết là hai thành phố mà hình như là người nào cũng biết, đó là Barcelona và Real Madrid. Nhưng mà không, Nguyên đang ở một thành phố khác ở miền Nam tên là Sevilla. Một thành phố cực kỳ là đẹp, có nhiều phong cảnh đẹp và có những cái nét đẹp riêng biệt của nó. Nói về Tây Ban Nha thì các vị cũng biết là xứ nóng, cái nhiệt độ nó gần cả 40 độ, không thua Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa là ở đây thì chúng ta thấy ở nơi nào cũng trồng cam, trồng canh, trồng chanh, xin lỗi, chỗ nào cũng thấy cả. Và cái chuyến đi này thì Nguyên cũng muốn chia sẻ cùng các quý vị những cái nét đẹp riêng đặc biệt của Tây Ban Nha. Cái chuyến đi của mình đi đâu cũng vậy, cũng muốn chia sẻ cùng các quý vị. Vậy thì cô chú anh chị em cùng Nguyên đi tham quan và tìm hiểu thành phố Sevilla tuyệt vời như thế nào. Và các quý vị chuẩn bị nha. Và bây giờ các cô chú anh chị em cùng Nguyên đi khám phá thành phố Sevilla. Các quý vị thấy rồi đó, trước mặt các quý vị đây là một cái khung cảnh khá là tuyệt vời. Những cây bông hoa đào mùa này, wow, đẹp không? Và chúng ta thấy là wow. Đặc biệt hơn nữa thì các quý vị cũng biết là đây là cái nơi thắm cảnh và du lịch, có thể là trong những cái nơi hàng đầu của đất nước Tây Ban Nha. Và cô chú anh chị em có thể đi xe ngựa, hưởng thụ xe ngựa đời vua chúa. Các quý vị thấy không? Thấy wow. Đây. Đó. Oh. Và một cái chuyến đi như thế, cái giá của nó trung bình đi một vòng như thế là 50 euro ha, cô chú và anh chị em. 50 euro. Và cái hướng đi mà Nguyên sắp sửa dẫn cho cô chú anh chị em đi để mà thăm cảnh đó là đây. Cái phong cảnh này đây. Trước mặt các quý vị đó là nhà thờ. Một cái nhà thờ không thể bỏ lỡ được nếu các cô chú anh chị em đi đến Tây Ban Nha. Mà trước khi quay cho nhà thờ, cho Nguyên quay cái phong cảnh xung quanh đã. Các quý vị thấy không? Một phong cảnh tuyệt vời. Đây. Đây nhà thờ Cathedral Sevilla. Một nhà thờ quy mô, một nhà thờ lớn nhất tại châu Âu, với một cái kiến trúc vĩ đại. Và tại trong nhà thờ này sẽ có cả tấn ký vàng. Một nhà thờ xa xỉ, sang chảnh. Các cô chú anh chị em, đặc biệt là trong nhà thờ này có một thi thể rất là đặc biệt. Đó là Christophe de Colomb, là người đã khám phá đất Mỹ. Và chúng ta sẽ tham quan cái nhà thờ này. Với cái góc độ này thì các quý vị sẽ thấy cái sự tuyệt vời của cái nhà thờ như thế nào mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị mến thương trong diễn đàn. Nguyên không biết cái từ ngữ nào diễn tả, Nguyên chỉ có nói là đẹp trên cái sự đẹp, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Và các cô chú anh chị em cũng thấy cái sự hoành tráng cái nhà thờ, mình phải dùng cái chữ mà hoành tráng. Và nhà thờ bự trà bá lửa. Cô chú anh chị em cũng biết là cái nhà thờ này là một cái nhà thờ lớn nhất tại châu Âu, với một cái kiến trúc và cái diện tích nó cực kỳ là to lớn. Và nó có một cái nét riêng đặc biệt của nó so với nhà thờ khác, bởi vì cái kiến trúc nó pha trộn giữa Ai Cập, rồi Ả Rập và Tây Phương. Nên cái kiến trúc nó có 102 mà các quý vị có thể không thể nào bỏ lỡ được khi các vị ghé thăm thành phố Sevilla. Và tất nhiên, nói về Sevilla, nói về Tây Ban Nha, thì các vị thấy trước mặt Nguyên những cái cây như thế này nè. Những cái cây như thế này là cái gì đây? Là cái gì đây? Đây là những mấy cây cam. Mùa này thì cam chưa chín, nhưng thực tế chỗ nào cũng có cam hết. Chỗ nào cũng có cam hết. Đó. Trái, đó, trái xanh xanh thấy không? Trái xanh. Trái xanh.
Và cô chú anh chị em có biết sau lưng Nguyên là nhà thờ, cái góc cạnh của nhà thờ nó cực kỳ là lớn. Nguyên phải quay hết 4 góc cho các quý vị thấy rõ được cái sự đẹp và cái sự nguy nga của nó như thế nào. Tất nhiên là từng bước một, Nguyên sẽ quay cho cô chú anh chị em những cái gì cần nên thấy ở tại thành phố Sevilla. Nó rất là lớn, một thành phố nó có giữ lại rất là nhiều những kiến trúc cổ và những hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Cái chuyến đi này của Nguyên cũng muốn chia sẻ cùng các quý vị những văn hóa đẹp, truyền thống. Còn nói về đồ ăn thì khỏi nói, Tây Ban Nha là một cái quốc gia tuyệt vời về ẩm thực, phong phú vô cùng. Nếu các quý vị thích ẩm thực thì đến Tây Ban Nha phong phú vô cùng, đặc biệt là những món bay giò, cá, rồi đồ khói, vân vân và vân vân. Ta nói là nếu ai yêu thích ẩm thực thì Tây Ban Nha rất là phong phú. Ngoài ra thì Nguyên muốn chia sẻ với bạn là cái khí hậu. Vào tầm buổi trưa thì hình như là người dân địa phương không có xuất hiện, họ có xuất hiện vào buổi chiều mà thôi, vì nhiệt độ ở đây cực kỳ là nóng. Nên cái lý do đó mà các quý vị cũng thấy là những cái người ở đây, thưa chú anh chị em, đều là khách du lịch. Còn những người địa phương thì về đêm họ mới xuất hiện. Một bí mật nhỏ chia sẻ cho các anh, đặc biệt là các anh con trai, con gái Tây Ban Nha đẹp vô cùng. Vậy thì các quý vị cùng Nguyên tham quan tiếp tục nha. Let's go. Các quý vị cũng thấy đây là một cái góc khác của nhà thờ. Và các quý vị cũng thấy là người ta đi rất là nhiều. Những người ngồi trên những chiếc xe ngựa như vậy, sang chảnh chó. Nguyên phải dùng chữ sang chảnh chó. Đi một vòng để tham quan. Và đây là một cái góc khác của nhà thờ mà Nguyên muốn lui lại cho các quý vị thấy nó đẹp và nó nguy nga như thế nào. Chúng ta vào trong cổng nhà thờ là khoảng tầm 11 euro. Và cái giờ này thì cái giờ là cái giờ nó đang Nguyên không có vào trong, vì cái chuyến đi của Nguyên, Nguyên sẽ vào sau mà quay cho các quý vị sau. Cho các quý vị thấy là được cái sự đẹp, cái nét đẹp của nhà thờ nó như thế nào. Wow. Các quý vị có thể lang thang trên đường phố Tây Ban Nha như thế này, các cô chú anh chị em thấy cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi, đặc biệt là có những cái loại hoa nó có thể nói là lúc nào nó cũng rực rỡ trong thành phố Sevilla đây. Và chúng ta sẽ đâu đó chúng ta lúc nào cũng thấy những cái tượng đài để cho Nguyên quay đó, những tượng đài như thế này khắp nơi, khá là đặc sắc, khá là đặc sắc ở tại Tây Ban Nha. Và những cái lỗ hoa như thế này đó, cô chú anh chị em đó. Đây là một góc nhìn khác của nhà thờ của chú anh chị em. Các vị có thấy cái sự nguy nga khủng khiếp của nhà thờ không? Thật tuyệt vời của họ. Kiến trúc xây pha trộn giữa châu Âu và Ả Rập. Nó làm lên cái vẻ đẹp có 102. Tại sao người ta cho là cái nhà thờ lớn nhất tại châu Âu với cái kiến trúc vĩ đại như thế này? Và tại sao các vị cũng biết là biết bao nhiêu người họ đến đây? Vì muốn chiêm nghiệm cái nét đẹp và những kiến trúc cổ. Và các vị có thể thấy rõ được qua những cái văn từ trên những cái bức tường. Các cô chú thấy em không? Đây là những văn khắc do những quốc gia ở tại Trung Đông đó. Và với những cái kiến trúc pha trộn Tây Phương, nó làm cái nét đẹp riêng biệt. Ở đây thì cô chú anh chị em cũng biết những căn nhà cổ của Tây Ban Nha đó, những phong cảnh cho các vị thấy rõ là nhà cổ ngày xưa nó như thế nào. Xung quanh đây thì các vị cũng biết là những cây xanh này là những cây cam nha, đó là những điều là những cây cam hết, cam và chanh. Và chúng ta đều thấy là có khách du lịch, người hướng dẫn viên ta đang nói chuyện về những lịch sử. Uhm.
thì các quý vị không cần hướng dẫn viên, các quý vị có nguyên rồi. Thì các cô chú anh chị em cũng thấy đó, sau lưng Nguyên đó là những nghệ thuật người ta vẽ khắp đại đường, người ta bán. Thành phố đây có những cái nét văn hóa nghệ thuật tuyệt vời ở tại Sevilla. Các có thể đi bộ chỗ nào cũng thấy. Ở đây là người ta bán vẽ tranh, người ta vẽ tranh của chú anh chị em. Và các quý vị thấy rõ được là những cái tranh vẽ của người ta như thế này. Và trước mặt Nguyên cũng có. Và đây là những cái nét đẹp mà Nguyên rất là thích. Các quý vị cũng biết là Nguyên rất thích nghề thuật. Nguyên rất thích nghệ thuật. Và trên những cái con đường phố nào chúng ta cũng thấy có những người như thế này. Họ tiếp tục đem những tài năng của họ ra để mà cho thế giới thấy. Và khách du lịch thường hay mua những cái bức tranh lưu niệm trở về đất nước cô chú anh chị em. Và ở tại Sevilla thì hình như là đường phố nào cũng có, chỗ nào chúng ta đi cũng có thấy một cái văn hóa, cái nét đẹp đặc biệt ở tại người Tây Ban Nha cả. Và tiếp tục cô chú anh chị em cùng Nguyên đi tham quan tiếp tục nha. Thì chắc các vị thấy kiểu như xe ngựa đó không? Đó, những xe ngựa cổ. Và họ xếp hàng như thế này, họ chuẩn bị đón khách. Họ chờ khách du lịch, ai muốn đi thì lên. Cô chú và anh chị em. Đó. Vào các buổi tản bộ thì các cô chú anh chị em Nguyên khuyên rằng hãy nên đi buổi chiều. Buổi chiều, tản bộ buổi chiều. Vì không nên đi buổi sáng hay là buổi trưa vì nó quá nắng. Buổi chiều là một cái thời điểm khá là thích hợp để chúng ta có thể đi tản bộ và ngắm cảnh thành phố Sevilla. Hồi nãy giờ Nguyên quay thì các vị cũng biết là bởi vì cái nhà thờ nó cực kỳ là lớn và Nguyên quay hồi nãy giờ nó chỉ có một góc của nhà thờ mà thôi. Và nó cực kỳ là nó còn lớn vô cùng tận. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ các vị một cái góc khác của nhà thờ để cho các vị có thể chiêm nghiệm được cái nét đẹp. Cái nét đẹp thực tế và cái sự việc mình kêu là không thể chúng ta hình dung và tưởng tượng được nó đẹp cỡ nào. Wow, các cô chú anh em có thấy không? Một sự kiến trúc vĩ đại, có 102. Và lý do tại sao mà người ta đổ xô về đây để mà tham quan, cái gì nó cũng có nguyên nhân và lý do cả. Với cái nét đẹp tuyệt vời như thế này. Cho Nguyên quay cho cô chú anh chị em coi một lần nữa. Phong cảnh đẹp trên cả đẹp, không từ ngữ nào so sánh được. Và ở trên kia chúng ta thấy những cái nút chuông. Và các quý vị cũng biết là chúng ta đã tham quan cái nhà thờ rồi, thì Nguyên sẽ tiếp tục đi cái hướng đi đến một cái nơi, ok, là cái quảng trường. Mà cái quảng trường cực kỳ là đẹp, phong cảnh tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Và cái đường Nguyên đang đi thì các quý vị cũng thấy đó, xung quanh nơi nào cũng đẹp cả, các quý vị có thấy không? Có thể nói là chỗ nào cũng là một cái nơi chúng ta có thể thắm cảnh được. Không có nơi nào nữa. Và chiều như thế này là cái thời gian cực kỳ là lý tưởng để chúng ta ngắm được vài cô gái người đẹp. Đó, Tây Ban Nha. Cô chú anh chị em. Và đặc biệt hơn nữa thì các quý vị thấy là những cái công viên khá là tuyệt vời mà Nguyên sẽ dẫn đưa các quý vị đi đến. Và những phong cảnh có 102 cô chú anh chị em. Và mình thấy đây. Và Nguyên đang dẫn cô chú anh chị em đi đến một cái công viên có 102. Một cái diện tích công viên cực kỳ là lớn. Đặc biệt là người ta thích đi đến công viên vì nó mát cô chú anh chị em. Nó cực kỳ là mát. Và trước cái bước đi của Nguyên thì Nguyên sẽ quay cho các quý vị những cái phong cảnh xung quanh. Nó thực tế là thành phố Sevilla khá lớn. Và các quý vị cũng mất khá là nhiều thời gian để có thể nói là đi chiêm ngưỡng tất cả những nét đẹp của nó. Và các cô chú anh chị em sẽ cùng Nguyên đi tiếp tục những cái nơi tìm hiểu sâu sắc hơn. Và trước mặt Nguyên thì các cô chú anh chị em cho Nguyên đó, để cho các quý vị thấy rõ được là cái sự tuyệt vời nó như thế nào. Đây là cái căn nhà hành chánh của chú anh chị em ha, hành chánh.
Và nó có nhiều nét đẹp mà chúng ta có thể đi chiêm ngưỡng, khá là đặc sắc. Và cái chỗ mà Nguyên muốn dẫn cho các cô chú anh chị em đi đến cái nơi đó là một cái nơi mà kêu là cái quảng trường cực kỳ là rộng mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Vừa qua thì Nguyên có làm những buổi live stream ở tại nơi đó, và Nguyên muốn dẫn cho cô chú anh chị em đi và coi lại cái sự đẹp tuyệt vời của họ như thế nào. Càng ngày càng hấp dẫn ha, càng ngày nhìn càng cuốn, càng đắm đuối. Và các vị cũng đã thấy được là những cái tượng, đây là những cái tượng đó. Thì các cô chú anh chị em cũng thấy là chỗ nào chúng ta cũng thấy những cái kiến trúc cổ và khá đẹp như thế này xung quanh. Và trong cái bước đi của Nguyên, các cô chú anh chị em thấy không, phong cảnh cực kỳ là tuyệt vời ở thành phố Sivela. Và thể nói là cái chuyến đi này nó không uổng công. Qua đây mấy ngày có thể nói là nhìn được cảnh đẹp mà cũng nhìn được nhiều người đẹp, có thể là gửa được mắt rất là nhiều. Và cảnh đẹp ở đây thì không còn thể nào mà chê được nữa. Những cái kiến trúc và những phong cảnh ở nơi này thì các vị cũng thấy đó, rất là lãng mạn, tình tứ. Đặc biệt là đâu cũng có những cây cam, cây chanh, bông hoa. Thành phố khá là sạch và đẹp đẽ. Có thể nói là để cho chúng ta rất là nhiều cái gì mà đáng nhớ trong cái chuyến đi này. Và đây là một cái thành phố đẹp mà Nguyên có thể ghé lại nhiều lần sau nữa. Cô chú anh chị em, quá đẹp luôn. Khoảng cách có 102 và chúng ta sẽ đi về hướng này. Cái hướng này là Nguyên sẽ đi ở đây để chúng ta đến một cái nơi quảng trường vô cùng đặc biệt. Đây là một cái nơi mà các quý vị bắt buộc phải ghé đi tham quan. Và đây là một cái công viên cực kỳ là lớn, có thể nói là một công viên cực kỳ là lớn. Và đặc biệt nó có một cái quảng trường có thể nói là đẹp khủng khiếp. Nguyên phải dùng cái chữ là đẹp khủng khiếp, đẹp trên cả đẹp. Nó bắt đầu từ cái chỗ này, các quý vị thấy nó quảng trường nó cực kỳ là lớn với những cái kiến trúc có thể nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Và chúng ta thường xuyên sẽ nghe được âm nhạc do những ca sĩ hay là nhạc sĩ người ta đánh hay là người ta ca hát. Các vị thấy cái quảng trường nữa không? Nhìn như thế này các vị thấy cái sự việc mà nó tuyệt vời như thế nào chưa? Wow, có thể nói là. Và người ta có thể chèo thuyền nữa. Chèo thuyền với cái phong cảnh như thế này thì không thể nào mà chúng ta không thể nào mà sửng sốt với cái nét đẹp được. Các cô chú anh chị em. Wow. Và các quý vị thấy người ta chèo thuyền như thế này với cái phong cảnh tuyệt vời như vậy. Các cô chú anh chị em có thấy đẹp không? Và đó là có 102. Wow. Và các vị hãy nên ghé nơi này vì nơi này nó để chúng ta rất là nhiều cái ấn tượng. Đặc biệt là các vị đã thấy rõ được là cái nó có một cái đặc biệt đúng không? Nó có một cái đặc biệt là nó màu xanh như thế này với những cái văn từ như thế này đó. Và nó gặp đường dài như thế này. Và khi cho Nguyên mạng phép, Nguyên quay lại cho các quý vị 360 độ về cái quảng trường nó lớn như thế nào. Nó cực kỳ là lớn và chúng ta có thể đi tham quan. Thì các cô chú anh chị em cũng thấy Nguyên đang ở ngay chân cái quảng trường. Và cái quảng trường nó đẹp như thế nào. Nó lớn rộng khủng khiếp. Và bờ nước ở đây trước mặt Nguyên thì bà con cô bác người ta đang xếp hàng xôn xao để mà người ta đi chèo thuyền. Đi hồi nãy giờ thì mồ hôi mồ hám đều bắt đầu là nó đổ ra. Tuy rằng hiện bây giờ cũng đã khá chiều rồi, nhưng mà các quý vị cũng biết là vẫn còn nóng. Vẫn còn là ba mươi mấy độ, nóng khủng khiếp. Và cái điều đó thì cái chuyến đi này đã trải mở khá nhiều của chú anh chị em. Nguyên đã trải mở khá nhiều. Và
Các quý vị có thể đi sâu vào đi tham quan. Ở đây cái quảng trường này cực kỳ là đông người, dù là chiều tối hay gì cũng đông người cả. Và nhiều khi nó có những cái sự việc tổ chức âm nhạc nghệ thuật khá là hấp dẫn. Ở đây thì chúng ta thấy rất là nhiều khách du lịch và được một sự bảo đảm an toàn và sự an ninh của cảnh sát. Và các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là rất là nhiều xe ngựa. Chúng ta có thể đi xung quanh tham quan cái nơi này, nó rất là lớn. Vì nó là một cái công viên khủng khiếp. Vì phải dùng là cái từ là chính xác là khủng khiếp. Và mình có thể đi bằng xe ngựa và chúng ta đi tham quan khắp nơi ở khu vực này. Nguyên sẽ chia sẻ cho các quý vị và mong là các quý vị ghé nơi này không thể bỏ lỡ được cái quảng trường này. Các vị cùng Nguyên tiếp tục đi tham quan nha. Đó, các vị có thể đó giống như nè, đi bằng xe ngựa đi tham quan như thế này. Rồi. Và trước mặt của chú anh chị em các bạn đã thấy rõ được là ở đây nó có đó dòng nước như thế này. Wow. Và chúng ta có thể đi qua những cái khu vực này để chúng ta đi tham quan. Nè, các vị thấy là người ta đi tới vô này, vô chỗ nhà như thế này. Tuyệt vời quá đi chứ. Các quý vị thấy là cái phong cảnh tuyệt vời và người ta đang xếp hàng hàng loạt ở đây để mà chờ tới gì xếp hàng để chuẩn bị đi chèo thuyền. Cô chú anh chị em thì các quý vị cũng biết là sự chèo xung quanh cái khu vực này với một cái kiến trúc tuyệt vời như thế này thật sự lãng mạn. Ngay chăng cái dịp mà mùa này các vị thấy bông hoa màu hồng rực rỡ đẹp đẽ như thế này có 102. Mình nói là cái nơi này là các vị không thể nào bỏ lỡ được, và cái điều đó là cần thiết khi ghé thành phố Sevilla. Và cô chú anh xem có thấy là đây là cái cầu đây, bắc ngang qua. Một cái cầu đại diện cho một vương quốc, phải nói là một vương quốc. Và nó có bốn cây cầu đại diện cho bốn vương quốc nắm quyền trong cái thời đại có thể là phồn vinh của đất nước Tây Ban Nha. Vì thành phố Sevilla là một cái thành phố có nhiều kiến trúc cổ, bởi vì đây là một cái nơi mà có thể nói là giao thương buôn bán có 102 của chú anh chị em tại đất nước Tây Ban Nha. Và các vị thấy rõ được là một cây cầu như thế này đại diện cho một vương quốc. Và một vương quốc trong đây chúng ta có thể nhìn thấy được có nhiều sự việc rất là đặc biệt. Và cũng giống như Nguyên chia sẻ cho cô chú anh chị em là những cái bức tượng ở trên những cái thành như thế này. Trung Nguyên mặc phép chỉ như thế này đó. Và bắt đầu Trung Nguyên zoom lại gần. Các quý vị thấy những cái hình ảnh đó. Đây là những người danh nhân tài ba giỏi nhất của Tây Ban Nha. Những người được mạng danh là xuất sắc. Có nghĩa là những anh tài trên những người tài. Và được sự hình ảnh của họ được ghi lại ở tại trên những cái bức tượng này đó, các cô chú anh chị em. Và những cái bức tượng và những cái hình vẽ ở như thế này đều có ghi lại những cái di tích lịch sử của Tây Ban Nha. Và đây có thể nói là một cái chuyến thăm đi miễn phí. Ở nơi này thì không tốn tiền, các vị có thể đi tham quan coi ở trong ra ngoài không tốn tiền mà cực kỳ là đẹp. Và các vị cũng biết là ở đây thì các vị cũng thấy rõ được là giống như là xứ vậy đó. Những cái hoa văn ở trên những cái bức tượng như thế này tuyệt vời, tuyệt vời. Khi lúc đó cô chú anh chị em thấy là người ta vẫn chèo thuyền như thế này, đi vừa ngắm cảnh được Và bây giờ thì cô chú anh chị em cùng Nguyên chúng ta sẽ đi vào trong để quay những cái phong cảnh để chúng ta tìm hiểu nhiều hơn. Thì cô chú anh chị em cũng thấy được rằng có những bức tranh như thế này để mà diễn đạt được những cái quá khứ của lịch sử, và rất là nhiều bức tranh như thế này. Phong cảnh thời xa xưa như thế nào,
Cô chú anh chị em thấy rõ là đó. Và chúng ta rất là nhiều, có thể nói là đặc sắc trên cái đặc sắc. Đẹp tuyệt vời luôn. Và Châu Nguyên quay nhiều lắm. Có thể là ở dưới, ở tầng dưới á, các vị thấy rõ không? Rất có nhiều người ngồi ở đây chụp hình. Và ở đây nó để những cái sự việc, chúng ta thí dụ giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy những cái bức tranh như thế này. Và chút nữa thì Nguyên sẽ phân tích cho các vị sau. Bây giờ Châu Nguyên cho các vị thấy cái vẻ đẹp, cái vẻ đẹp của nơi này. Wow. Khi và cô chú anh chị em thấy những cái bức tượng sau lưng này của Nguyên ở dưới này, có những hình ảnh như vậy hay những hình ảnh bên kia như vậy đó, phía bên này, cô chú anh chị em, một cái uông nhỏ như thế này với cái màu sắc rực rỡ như thế này, nó đại diện cho một tỉnh của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha có bao nhiêu tỉnh thì nó đại diện cho một cái khu như thế, 40 mấy tỉnh của Tây Ban Nha. Và đây là những cái bức tranh đại diện cho một cái tỉnh. Có thể nói là ở đây nó bao gồm với một cái lịch sử lâu đời, 4 cây cầu đại diện cho 4, có thể là 4 vương quốc. Và mỗi cái khu ô như thế này đại diện cho một cái tỉnh thành ở tại Tây Ban Nha. Và những cái bức tượng những người anh hùng tuốt ở trên, trong nguyên bản phép làm sao đưa lên trên được. Ở trên là những cái vị danh nhân tài ba đã đóng góp cho đất nước. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời, đúng không? Các vị cùng Nguyên đi tham quan thêm một bộ phận nữa ở khu vực này. Có thể là cái chuyến đi của Nguyên quá ít, có mấy ngày không đủ để quay hết, để diễn đạt được cái thành phố đẹp như thế nào. Và đây các cô chú anh chị em cũng thấy là lên cầu thang cho các vị chiêm ngưỡng được cái nét đẹp của nó. Và chúng ta lên lầu chúng ta coi nó kiến trúc nó như thế nào. Các vị thấy ở trên không? Wow. Và tất cả đây là miễn phí của chú anh chị em. Chúng ta có thể đi coi là miễn phí, không tốn bất cứ một đồng xu các bạn nào cả. Lên và chúng ta coi những phong cảnh và những kiến trúc ở tại nơi đây. Đặc biệt là lên trên lầu, chúng ta nhìn ở trên, từ trên xuống dưới, chúng ta thấy một cái nét đẹp khác. Đặc biệt là các vị cũng thấy được là những cái hoa văn ở đây nó đại diện cho những cái màu sắc của Tây Ban Nha rất là khá là rực rỡ. Và các vị thấy rõ đó là hôm nay chiều đang chiều như thế này, với cái phong cảnh mà mặt trời đang lặn, với cái bầu trời tuyệt vời mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các vị. Wow. Wow. Các vị thấy là sông hồ đó. Các vị thấy cái quảng trường nó lớn không? Những cái cầu bắc ngang đó là đại diện cho một vương quốc. Và cái lá cờ Tây Ban Nha đang phất phới ở trên.
Và sau cái nhảy thì đây là người ta bán nghệ thuật của chú anh chị em ha. Và họ rất là hay. Và các vị có thể chiêm ngưỡng được âm nhạc và nghệ thuật. Thì cô chú anh chị em cũng thấy là ở đây chúng ta không phải chỉ có ngắm cảnh, phong cảnh, kiến trúc cổ, mà chúng ta còn nghe được âm nhạc, nghệ thuật, nhảy múa, ca hát. Có thể nói là một cái nơi mà rất là lý tưởng để chúng ta đi tham quan du lịch. Là một cái nơi mà chúng ta nghe nhạc không mà chúng ta trong lòng đã phấn khởi. Và Nguyên là người đã thích âm nhạc, tuy rằng hát dở như hạch. Hát dở nhưng rất là thích âm nhạc. Và nghe được những âm nhạc, đặc biệt là buổi chiều như thế này nè, làm tâm hồn của chúng ta cực kỳ là thoải mái. Đặc biệt là cái không gian không, nó làm cho chúng ta cực kỳ là lãng mạn. Và mong là cái sự chuyến đi và cái sự quay của Nguyên á, nó đem lại cho các quý vị cái sự hứng thú để đi tham quan thành phố Sevilla. Và Nguyên tin rằng là ai đã từng đi qua hay ai chưa đi, qua cái video này sẽ làm cho chúng ta có một cái sự hứng thú để đi tham quan. Ai đã đi rồi thì sẽ muốn đi lại, và ai chưa đi sẽ muốn ghé qua. Và cái thành phố Sevilla này nó cực kỳ, nó có những cái nét có 102 mà Nguyên nghĩ là các quý vị hãy nên đi cho biết. Và đây là cái phần 1, cái chuyến đi ở tại Tây Ban Nha. Nguyên sẽ quay tiếp trong những phần kế tiếp các quý vị ha, theo dõi bước chân của Nguyên đi qua những tỉnh thành này và tỉnh thành kia. Và những ngày mai mốt thì Nguyên sẽ quay những cái kiến trúc khác, những cái phong cảnh khác chia sẻ cùng mọi người.